Thưa quý vị, chợ đêm Sơn Trà nằm tại khu vực bờ đông cầu Rồng thuộc phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, đã hoạt động trở lại từ cuối tháng 3 năm 2022. Với việc đầu tư nhiều gian hàng ẩm thực và đảm bảo an ninh an toàn, văn minh khi hoạt động phục vụ khách, chợ đêm Sơn Trà đã và đang trở thành điểm đến hấp dẫn, thu hút khách du lịch đến tham quan, mua sắm và ăn uống. Chợ đêm hoạt động từ 18 giờ đến 24 giờ hàng ngày. Hiện đang là mùa du lịch cao điểm nên lượng khách đến chợ đêm đông đúc hơn so với trước, nhất là vào ngày cuối tuần và các dịp lễ. Theo ban quản lý chợ đêm Sơn Trà, lượng khách đến đây bằng 60% so với trước dịch, chủ yếu là khách nội địa. Nhiều khách du lịch chia sẻ đã đến thành phố nhiều lần và cảm thấy vào ban đêm thì Đà Nẵng thực sự rất nhộn nhịp, có nhiều hoạt động dịch vụ để trải nghiệm, đặc biệt là tại chợ đêm Sơn Trà. Nhiều mặt hàng và đa dạng và nói chung là cũng vừa giá cả hợp lý nữa. Và dịch vụ mọi người chăm sóc khách hàng rất là tốt. Nếu mà có cơ hội nữa thì mình nhất định sẽ đưa gia đình mình đến để tham quan Đà Nẵng một lần nữa. Hiện có 90% gian hàng đã hoạt động trở lại. Bên cạnh đó, nắm được tâm lý của du khách thích ẩm thực đường phố, năm nay công ty cổ phần DHTC Đà Nẵng, đơn vị quản lý, đã đầu tư nhiều gian hàng ẩm thực đặc trưng của Đà Nẵng với đa dạng combo giá rẻ nhưng vẫn đảm bảo chất lượng, đồng thời cũng triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để thu hút khách. Thì cái trở lại đó nó cũng có những cái bệnh đó. Nhưng mà dần dần qua 3 tháng thì chúng tôi từng bước khắc phục. Rồi cũng như động viên cái bà con tiểu thương là tăng cường cái nguồn hàng nó phong phú này để đảm bảo thu hút được cái lượng khách đến với chợ đêm Sơn Trà và đảm bảo làm sao đó cái tiếng của chợ đêm Sơn Trà nó ngày được vang lên, ngày được vang xa để mà đảm bảo ổn định phát triển. Bên cạnh đó, để du khách cảm thấy an toàn, an tâm khi ăn uống, mua sắm, mua chơi tại chợ đêm Sơn Trà, đơn vị quản lý cũng đã phối hợp với quận Sơn Trà tăng cường đảm bảo công tác an ninh trật tự, chú trọng thái độ phục vụ của tiểu thương đối với khách mua hàng và thực hiện việc niêm yết giá trước mỗi gian hàng nhằm giữ gìn môi trường du lịch thân thiện, văn minh. Thì phải nói rằng là được sự quan tâm của quận ủy, ủy ban nhân dân quận cũng như lực lượng công an của quận và phường. Cho nên hàng đêm vào thứ bảy chủ nhật ấy, là có cái lực lượng công an của quận tăng cường xuống đây 6 đồng chí cùng với bảo vệ chúng tôi như vậy là tuần tra thường xuyên trong cái khu vực chợ. Công ty cổ phần DHTC Đà Nẵng cũng cho biết hiện đang tổ chức lại các gian hàng. Thời gian đến sẽ đưa ra hoạt động mô hình gian hàng kiểu mới, đẹp mắt, thân thiện, đặc trưng để tạo ra điểm nhấn mới lạ cho chợ đêm. Với việc không ngừng đổi mới, hiện nay chợ đêm Sơn Trà cùng với nhiều hoạt động dịch vụ vào ban đêm mà Đà Nẵng đang triển khai đã góp phần tạo nên bầu không khí sôi động cho đêm Đà Nẵng, tăng tính trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú của du khách khi đến với thành phố, qua đó phát triển kinh tế đêm của Đà Nẵng.